ghi rất nhiều với thực hành. Đó chính là học rất nhiều nhưng ít thực hành. Nhưng mà khi mà gặp người bản xứ để giao tiếp thì không thể nào nói ra được những cái câu mà mình đã học. Tôi đã rất sợ với việc học ngoại ngữ bằng phương pháp học truyền thống, học nhồi nhét, học theo công thức và đôi khi còn là học vẹt, khiến não bộ của chúng ta trở nên mệt mỏi và chán nản. Học ở đây còn cái phương pháp nghe tiềm thức, rồi sơ đồ tư duy, thầy cô thì nhiệt tình. Rất là may mắn vì mình tham gia đúng cái thời điểm mà Hikado Academy có cái khóa học 21 ngày tiếng Trung miễn phí. Sau khi học khoảng 21 ngày ở Hikado Academy thì mình thấy là mình đã cải thiện được thứ nhất, không chỉ là kỹ năng viết mà về còn kỹ năng phát âm. Tại Hikado, bài giảng 100% nghiêm mại, học không gian thực hành và tương tác, giúp bản thân hứng thú hơn với những buổi học thú vị. Việc học tiếng Trung trở nên đơn giản và hiệu quả.